chào các bạn nha. Bây giờ hôm nay gia đình mình chuẩn bị đi lên Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột làm một chuyến từ thiện giúp mấy người đồng bào. Hành trình này chỉ có hai vợ chồng và đứa học trò đi thôi nha các bạn. Cho nên là mong rằng là cuộc sống sẽ có rất nhiều người mạnh thường quân để giúp đỡ. Và mình kiểu như mình giờ mình cuộc sống mình dư dả, đủ ăn đủ mặc thì mình mở lòng ra chút xíu. Rồi cái chuyến năm nay là mình đi từ thiện hơi bị nhiều bằng tiền túi, không có dám kêu gọi, không có dám nhận nguyên góp, không có đưa số tài khoản lên luôn. Tại vì mình làm bằng cái tâm của mình, cho nên là ở đâu mà thật sự có những người khó khăn á, đúng người đúng hoàn cảnh thì hai vợ chồng sẽ đi tới tận nơi giúp những người đồng bào ở các buôn làng Ea Súp ở Đắk Lắk. Cho nên các bạn mình làm những video đăng lên YouTube á, là mục tiêu là muốn lan tỏa những công việc tốt để cho xã hội nó nhân rộng lên những cái mô hình đó. Còn anh đang ở trên đường Phạm Văn Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là mấy giờ ta? 11 bây giờ là 11 giờ 8 phút 10 phút. 11 giờ là chuẩn bị là bắt đầu mình khởi hành nha các bạn. Khởi hành phải không? Rồi. Đây tại vì mình đi cái này là đi đây. Cả một gia đình của mình đang đi trên xe. Bây giờ là đi cái đi tà tà mà mình thật sự là nghe nói là hành trình đi quốc lộ 14 là bắn tốc độ lại chim mồi rất là nhiều. Cho nên trước khi mình đi trên Đắk Lắk Buôn Mê á, mình sẽ quay lại cái hành trình đó để mình đăng lên YouTube. Có thể là mình chia sẻ những kinh nghiệm chạy xe. Với mình thật sự là mình cũng là tài mới, mới tài được 2 năm. Năm nay năm thứ 2. Nhưng đây là chuyến hành trình đầu tiên để mình đi lên Đắk Lắk. Mà trước khi lên Đắk Lắk thì mình cũng có coi trên YouTube rất là nhiều. Có nhiều anh em đi lên trước rồi anh em trải nghiệm rồi anh em nói là đường xá rất là căng. Công an ở trên đó cũng rất là căng. Nhưng mà theo mình nghĩ nếu mà mình đi đàng hoàng đúng lên rồi đúng tốc độ mà thì ok. Đó, hai chồng giờ hiện tại là đang trên xe. Xa sau lưng là nguyên một đoàn xe chở đồ từ thiện của mình đi lên nha các bạn. Đó xe của mình đó các bạn. Xe xe mình chở vật phẩm rồi lên trên vùng cao hả? Các bạn thấy tên của mình không? Dùm lên bảng tên con. Còn dùm mình. Đó. Thấy tên mình đẹp không? Đây, vô mặt mình đây nè. Đúng không? Thấy mình đẹp trai không? Thấy không? Đẹp trai ha. Nói chung là giới này chạy cũng ok đúng không? Cách 200 mét tiếp tục đi bên phải. Ủa sao chị anh kia ta? Trời đứng rồi rồi từ từ không sao lại còn 9 giây lận không sao. Nhưng mà cái len này không cho chạy. Đúng rồi đúng rồi. Len này bên quanh đây. Nhưng mà xanh thì cứ chạy bình thường. Không, len xanh bánh cho. Len xanh bánh cho cho quẹo không ạ, len quẹo. Mình đi nhiều người á, người ta mua sẵn đồ trên đó luôn, đỡ tốn tiền xe. Nhưng lý do tại sao mà anh muốn chở xe tải lên là biết sao? Tại vì có nhiều người á, người ta không có cái tâm, không có đạo đức. Khi mà biết mà mình đi từ thiện á, nhiều người người ta trộn đạo dạo điểu vô, rồi đồ không có ngon, đúng không? Cho nên nếu mà đã đi từ thiện rồi đó thì mình đã cho rồi thì cố gắng cho đồ ăn cho nó ngon chút xíu, gạo ngon chút xíu. Tại sao? Nhiều người người ta khổ quá. Có khi mình nhận được bịch gạo, những một bịch gia vị về mà gạo nó bị mốc, bị này bị kia, người ta dở ra người ta ăn không được, tội lắm. Cho nên khi mà mình, nếu mà bạn nào có theo dõi kênh mình thì các bạn sẽ biết là gạo của mình đi là gạo rất là ngon. Cho là phải cho hợp lại, cho đồ nó phải ngon lành. Tại người ta nói là của cho không bằng cách cho. Một miếng khi đói xong một gói khi no, cho nên mình cho đó để người ta quý, ta trân trọng.
mà khi mình cho người ta mình cũng phải trân trọng cho người ta, chứ không phải là dạng bố thí. Cái này gọi là chia sẻ, có nghĩa là trong cuộc sống là mình chia sẻ với nhau, chứ không phải gọi bố thí. Nhiều khi mình sử dụng bố thí thì tội, cho nên mình cứ nói là mình chia sẻ giúp những người khó khăn thì nó sẽ hay hơn. Thì hai chồng là đi chuyến này xong xuôi rồi, mình sẽ còn đi một chuyến nữa ngày 5 tháng 9 đây nha các bạn. 5 tháng 9 mình sẽ đi về miền Tây. Cái này là mình đang lên vùng cao. Là mình cũng tài mới ha. Tài mới chứ coi giờ chạy cũng cứng lắm nha mày. Tài mới nhưng mình ôm xe suốt nha các bạn. Tài là tài mới thiệt, mới tài 2 năm rồi, nhưng mà mình ôm xe này đi à. Đi cũng muốn từ Nam ra Bắc hết trơn rồi, đi xuống hết miền Tây, các tỉnh rồi, Nha Trang, Phan Rang, Tháp Chàm, Cam Ranh rồi này nọ là đi hết rồi. Bây giờ thì là, hôm nay là mình mới lên thử cái vùng cao Đắk Lắk như thế nào. Nói chung là mình đi thì mình trải nghiệm, tài mới tài cũ nó không quan trọng, quan trọng là mình chạy là mình khi mà mình chạy xe đó đừng nói ai cứng ai, thật sự không có ai cứng ai đó. Cái phản xạ của mỗi người mỗi khác, nhưng quan trọng là mình phải nhìn xa, và phải mình phải chạy xe hơi là mình phải nhường nhịn, có nghĩa là ai muốn qua ai mặt thì tôi sẽ nhường cho người ta qua. Chứ mình chạy xe hơi mà nóng quá nhiều khi nó có nhiều cái chuyện nó không hay xảy ra. Không phải là mình dạy đời hay là mình này nọ, nhưng mà đó là mình chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm. Tại vì khi mình chạy xe hơi là mình chở cả một gia đình của mình đó, trên xe, là mình chạy càng an toàn, càng đúng tốc độ, càng giữ đúng khoảng cách. Sau này mình mới qua mình nói ai muốn chạy hơn thì nhường cho người ta hơn đi, chạy nhanh hơn chút xíu cũng tới, chứ nhanh hơn chút xíu thôi, mình tới chậm hơn chút xíu nhưng mà cái độ an toàn nó ok hơn. Cho nên cuộc sống mà mình cảm thấy cái nào mình làm ok được là ok, đúng không? Nói chung là hai chồng mình là cũng đi từ thiện nhiều, nhưng mà làm bằng tiền túi không à, không dám kêu gọi mà cũng không dám nhận nguyên góp. Lý do là sao? Lý do sợ là nhận nguyên góp tự nhiên tiền trên trời rơi xuống, kêu gọi tiền trên trời rơi xuống thì sau này nó không còn làm bằng cái tâm nữa, mà mình làm bằng cái lòng tham của mình. Mình kiếm nhiều cái mảnh đời nghèo cũng xuống mình đăng lên mình kêu gọi, tâm ra lúc đó mình không còn cảm thấy cái niềm vui trong cái công việc từ thiện nữa. Cho nên hai chồng làm mình tính ra là cũng 13 năm rồi đó. 13 năm phát gạo từ thiện giúp người khó khăn, giúp mấy người bệnh, cho áo quen rồi giúp mấy người tiền viện phí, giúp trẻ em nghèo, cho xe đạp, cho gạo quanh năm, nấu cơm. Hai chồng mở hai quán cơm không đồng ở dưới Bạc Liêu, nhưng mà bây giờ cảm thấy hai chồng cảm thấy già, giờ làm cái công việc này cảm thấy nó vui, thấy thoải mái. Và mỗi lần mình đi đâu á mình đều rước theo hai cục nợ, cục nợ nhỏ của ba đâu ta. Công chúa ba đâu rồi, công chúa ba đâu rồi? Cái này một cục vàng một cục cất, mà cục cất là cục nào đấy? Anh nói em cục gì? Để coi suy nghĩ coi. Con là cục gì à Sơn? Rồi vậy còn cục kia? Kim cương luôn hả? Vậy là mày cục cất à Vũ ơi? Thái thường khôn ghê không? Chứ đâu thể nào nói mẹ cục cất. Cho nên là hành trình này mình sẽ quay rất là nhiều nha các bạn. Mình sẽ quay nhiều thứ lắm. Mình sẽ vừa kết hợp đi du lịch luôn. Lên trên cho đó mình phát quà trong xuôi. Mình sẽ kết hợp những cái khu du lịch ở trên Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Mình quay lên để cho các bạn trải nghiệm. Mình sẽ quay rất là kỹ để cho các bạn tài mới sau này mà cứ đi lên á. Thì... đi lên thì mình sẽ biết được biết được đường xá đi, biết được má mảnh như thế nào. Cho nên là mình sẽ chia sẻ rất là nhiều trên cái cung đường hành trình này nha các bạn. Cho nên bạn nào mà muốn xem thì cứ coi vô cái kênh của mình, coi hết cái kênh của mình sẽ có nhiều cái video này, theo từng tập mình sẽ quay từng khúc như thế nào để mình trải nghiệm cho các bạn coi ha, rất là dễ. Ủa anh tài xế đâu ta? Chạy trước mất tiêu luôn rồi. Sao chạy trước kìa? Xanh mà chạy hẳn bình thường rồi. Thôi mình cứ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Tại bánh mì mà gớt ghé là uổng lắm, đúng không? Tại muốn kiếm bánh mì rất là cực, cho nên là mình cứ chấp hành luật giao thông đường bộ. Chạy cho bà đâu gì đâu. Chút xíu tới định quán nhớ nhắc thầy đổ xăng nha con. Dạ.
trước khi lên đường là thầy trò ghé với lại tài xế ghé ăn cơ ăn trưa nè. Tôi ăn gì? Tái rồi đây cái gì? Ăn mình ăn trước đi cho nó no. Đây có hình người không? Có hình người tái không? Trời. Ai mà kêu ăn thịt người? Hỏi có dễ lòn giống một tạc không? Ở có không biết được tiền cho địch người. À, con cho mấy dĩa đậu hành này giá trụng như con. Đây là mình trước khi bữa ăn trước khi khởi hành. Tại vì có đặt khách sạn rồi, khách sạn hôm qua anh gửi hình cho em á, phải có đặt khách sạn rồi, một là tới đó, hai là tại vì cầm xe bấm là số ba là vô. Em bốn người chỗ mười sáu rồi, nó kêu mười sáu rồi đó. Bốn người tại mình phải nghỉ lại cho thành phố Quy Nhơn. Nói chung là cái chuyến này mình phối hợp chung với hội chữ thập đỏ là bộ đội biên phòng, cho nên là mình người ta cũng trân trọng lắm. Dạ. Tại vợ anh đi trước một chuyến rồi, thắng ở trên đó nhiều người nghèo quá. Dạ. Anh xuôi vợ về nó mới bán. Là tính là đợi cuối tháng đi, ai ngờ là hai chồng anh nghĩ thôi đi luôn. Là còn ví dụ như mà trên trên đó mà thật sự mà nghèo nhiều quá thì sau này em sẽ đi nhiều, em đi nhiều xuôi biết xe đạp thì mọi người nói đến lấy học. Lấy mè bán phở ha, nhìn đẹp ha, còn bát đó không? Phở uống bò miếng có hết. Nãy nhìn ngoài nhìn vô tưởng quán bà. Ờ, tưởng quán bà. Không mà nó có chỗ cái xe rồi. Kìa kìa, bún gác đi, con tao kia bảy. Cái đề chữ phở bự lên cho thấy, tưởng quán bà không? Chứ tưởng đi lộn. Tưởng đâu rồi, tập hơi đành ngò không? Trời ơi, phải lạnh đó. Nhưng mà để vợ mai biết. Kiếm những con nào đẹp đẹp bán đầy đủ cho mọi người. Đây quán này có bắp khúc vô ăn nữa nè. Quán này có bắp khúc vô ăn nữa nè. Ghê không? À bắp khúc nè. Thì rồi mới phải có hình mới mới đăng lên được. Đó hình đó phúc không thôi. Mà anh cũng dữ ha. À, à, ngon quá. Uống hết luôn nè ha. Không? Đi quán người ta luôn. À. Ngon quá luôn. Trả tiền luôn ấy, đi giống nhau mà không có ly nào khác đâu, ly ly của mình mà là trà đậm hơn để cho dễ phân biệt thôi. Cho thầy một message. Chào nha các bạn, hiện tại là mình đi lên Buôn Mê Thuột, là mình đi theo cái tuyến đường Bình Dương nha các bạn. À, chị khuyên là những anh tài mới là đừng bao giờ nghe theo chị Google nha. Chị Google là nãy giờ dẫn đường tôi là đi dẫn tôi ra quốc lộ 1A đi theo đường Long Khánh nha các bạn. Nhưng mà mình đi theo đường ngõ Bình Dương thì nó có một đường thẳng thôi. Cho nên hiện tại là mình đang đi trên tuyến đường Bình Dương. Đi ngang qua thành phố Bình Dương là mình sẽ tới định Bình Phước không ta? Dạ. Bình Phước cũng xui rồi mình mới tới định quán đồ này nọ. Hành trình này là nghe nói là không được chạy nhanh. À, đồng hồ nó cho chạy 60. Anh xe tải chạy đầu từ thiện xíu lên sau lưng chạy còn trăm hơn xe mình nữa kìa ha. Anh vẫn sợ. Sợ bắn tốc độ bằng camera cơm. Camera cơm là camera đó đâu bắn được đâu. Camera đâu cũng phải nguội mới à. Bắn. Camera cơm là mấy bà nhiều chuyện á. Em ra chạy bằng cơm là mấy bà ăn cơm xui đi gọi nhiều chuyện là mới gọi camera cơm. Còn camera mà phạt nguội là camera của nhà nước.
cơm của bá tánh, nhưng mà giờ tới tới nhà nào là hỏi camera là camera cơm là đồ mới, người ta sẽ chỉ rất là gọn gàng. Ba ơi, gì con? Ba tôi ăn cơm nhà nước chưa? Con duyên quá. Cơm nhà nước thì là nhà nước nấu cho những người nào lầm lỗi người ta mới ăn thôi chứ. Con hỏi câu đó là tôi nghĩ là ăn cơm tù á. Cái đó là dành cho mấy người mà kiểu như lầm lỗi á, nhà nước mới nhốt lại nhà nước cho ăn cơm, rồi nhà nước nuôi đó, nhà nước giáo huấn lại. Rồi khi nào mà hết án không xuôi người ta mới trả về đời lại. Muốn cái đường mà hỏi người ta vậy ta làm về mắc nâu là mày hiểu rồi đó. Quýnh mắc nâu luôn. Thấy con mắc nâu là mày nghĩ là con gái bị vô duyên bị. Giống như thằng Vũ mà hỏi ba câu đó là ba quýnh Vũ, à còn hơn con hơn là con của ba nên ba không muốn quýnh. Quýnh đi, tôi cho quýnh. Nó vô tư, nó học được câu nào nên nó hỏi câu đó. Bị ba quýnh thằng nào chưa? Bị bát không à? Chú Vũ là bị bát không à? Con hỏi một câu rồi chú Vũ không biết trả lời sao đây, chú Vũ bị bát không à? Thầy giống như cha vậy, con hiểu không? Đứa nào nó hiểu được cái câu đó thì là chuyện bình thường, còn đứa nào không hiểu được câu đó thì nó quay xe. Sau này con lớn lên, thầy con dạy cho con phải trân trọng. Nó có một câu châm ngôn nè, trọng thầy mới được làm thầy, chứ bây giờ mình là ông thầy của mình mà mình không tôn trọng, sau này có học trò mình dạy bằng kiểu nào? Hành trình đi là hơi bị phê nha các bạn, nhưng mà không sao, mình sẽ quay rất là nhiều video mình đăng lên YouTube, cho nên các bạn cứ việc coi theo từng video để các bạn biết những anh tài mới á. Tại vì nghe nói là Đắk Lắk rất là có đâu đưa em hù anh thôi chứ anh chạy thoải mái đi, rất là ghê. Không, nó ghê thiệt. Em hù anh đó, em không có đâu, anh cứ chạy hết cỡ cho em. Với em tính đi bắt xe đò em đi về hả? Chạy thoải mái đi, giờ nghẹo ông chút xíu cho ông hơi teo tí xíu. Tại vì trước khi đi á là mình cũng có lên tham khảo rồi. Chuẩn bị cách qua ông mở gỗ coi á, Vũ. Dạ. Coi chặng đường như thế nào á. Tính ra mà từ Đắk Lắk á đi qua Nha Trang nó lại gần. Mà về Phan Thiết lại xa. Đúng rồi. Nó sát bên. Thì mình cái lịch trình mình đi tới đâu mình gần tới đó. Mình cũng đường đèo không á? Đèo đâu đèo, Nha Trang nó cũng đèo cũng có nhiêu. Đèo Phượng Hoàng á thầy. Đèo của tụi nó không có gì. Từ ở đây đi ra mới đèo, còn đi đường kia. Xe này có cái nút đổ đèo nè con. Dạ. Bấm lên là đổ đèo. Đổ đèo nó sẽ có mấy món thầy chạy chừng hạn năm nữa thôi là chạy khỏi luôn cái này luôn. Dạ thầy đâu có chạy nó đâu. Thầy đâu cần sử dụng tới nó đâu. Nhưng mà có nó thì nó đỡ cái gì, ví dụ như con nó gịch nhiệt xe lại. Dạ. Nó không có làm cho mình sợ. Ờ. Phía trước có nó trơn, nó không có trơn trôi xe hiểu không? Dạ. Này. Không biết là trạm thu phí nhiêu mà nãy quên nạp tiền vô đây à. Rẻ mà, đi đường thì rẻ. Rẻ không? 24.000. Này là 24 hay 22.000 vậy? Chuẩn bị cách 250 mét. Số nè. Cả ba luôn hả? Từ 51 cả 3 043 chưa 98 là xe tao. Dạ. Nhưng mà đụng bánh hạ xuống là mày đụng đó là mày mệt á. Với đụng má. Nhưng mà đừng có nói chuyện nữa. Mày đừng bao giờ mày nói đụng má thì tự động mà sao không mở lên. Má đụng vô nó phạt 5 triệu á. Cái phá hủy hoại tài sản sợ lắm người ơi đây. Cho nên là mình cứ chạy lưu thông là mình cứ chấp hành thôi. Tầng 2 khác một đường đó ba. Không con, cái kia đường xuống con. Ở đây là hành trình đi Buôn Mê Thuột rồi Đắk Lắk là có hai tài xế nha các bạn. Ba tài xế ha, tài xế kia là cái bằng nó bỏ ở túi rồi. Còn tài xế chính là vẫn là mình nha các bạn, tại mình chạy rất là an toàn và mình chạy rất là chuẩn lên trên tốc độ. Còn tài xế kế bên là anh đó là tài xế ba gai. Anh chạy xe là chạy dạng hai hàng á, anh chạy hai lên á. Anh thích anh cho người ta qua là anh vô một lên, còn không thích còn là tài xế chạy. Sao là tài xế mua đường? Tài xế sao đó là tài xế là đụng á là được. Mua hết đường luôn, ngõ tư ngõ ba là chơi thẳng hết. Còn con? Con là chỉ đi theo lơ xe thôi. Em nói hành trình nó cũng là 10 tiếng á. 10 tiếng. Sau đó mình đi xe Honda 10 tiếng rồi.
không thấy phơi ha. Ừ, mình đi xe Honda mà lên Đà Lạt có 10 tiếng. Đà Lạt nó gần hơn mà. Sao gần hơn? Rồi? Gần hơn Đắk Lắk. Đà Lạt đi ngõ khác, đi ngõ Ba Dù Dây. Làm sao mà qua được là chờ cái thằng Quỷ này gán xin lên luôn. Qua không qua, đó, cho qua thì đéo qua. Mẹ giờ mình kẹt lại đèn đỏ một dài không. Qua không được rồi, giờ đâu. Trời, con lộn này đủ má đèn đỏ, à nó ngược trái. Lên trong nó ngược trái. Thật tưởng nó đủ má chạy thẳng chứ. Mấy ông suy mấy Isuzu rồi chạy dữ ta, Kia nữa kìa, xe tải mà có Kia hết ta. À, Isuzu chạy được, chạy ngon lắm rồi. Ngon. Chạy cho ăn nhẹ không mẹ? Sẵn. Thôi mẹ ăn xả luôn, đã không ghét ba mẹ ăn xả, ghét chú ngủ luôn. Chưa ba. Gì con? Có sạn không chưa? Ba chưa biết nữa, lên rồi. Dũng cứ cái dây sạn vậy, dây sạn trắng vô cho nó. Đây là thành phố Bình Dương nha các bạn. Chắc các bạn cho các bạn coi thành phố Bình Dương như thế nào. Đã tới được thành phố Thủ Dầu Một. Là qua bên tay trái. Thủ Dầu Một là đâu ta? Đây này. Thủ Dầu Một là Bình Dương hả? Nó nhiều cái đó. Đó là một cái thành phố mà thành phố mới. Cũng nhộn nhịp ha. Cái này như ở từ mấy ông cù nè. Qua Đại Nam chưa? Chưa. Cái này ở từ mấy ông cù. Cái đường như mấy ông cù nó quăng co lắm nha. Thêm lại. Xe sao xe mới mà. Xe này đủ rồi. Xe nó nhìn cứng cáp hơn. Chịu chạy là lấy lại vốn mấy hồi đúng không? Nó sẽ tải cho mình. Chạy này đừng có ham lời ít là nhiều. Không à, thằng này không có vụ 4-500 đâu nha sư mẫu. Không có, nó lại lãi luôn á. 6-700 á. Tải 100 mấy thì có một chiếc rồi. Xe này xe mới mà. Hai ra trước mà. Hạ kiến xuống quay luôn. Xem đồ chơi nhiều lắm đây. Quay nó lên luôn, quay. Rồi vô cho chiếc xe rồi là mới rồi. Với hạn tốc độ 50 km/h. Đây sao được cho 50 ta? Không, nó nói vậy á, thầy cứ chạy. Con lương cao bây giờ 80 hết á. 50 km/h. Thầy tải nó còn dám chạy mà. Nó chạy đi. Giới hạn tốc độ 50 km/h. Sao đó, con vừa tới con chỉ thầy, thầy mới kêu con quay là giữa cầu luôn rồi. Thank you.
Mê Thuột mình mới lên Đắk Lắk luôn ta. Đúng rồi. Là bao nhiêu cây nữa ta? Vậy sáng mai là nó đón mình cho Buôn Mê Thuột hả em? Xuống hả? Quân đội luôn hả? Ờ, bộ đội mà. Ý với ta. Dữ ha. Ngày mai mở về tay nha Vũ. Dạ con về tay không à? Ngày mai mở về tay dụng cái đi. Nó dài, nó cặt thì dài lên. Là lên cái nói cổ. Với mấy quân đội rồi, cái nói là chồng em xăm á, gặp ổng hơi dị ứng, ổng xăm nhiều người. Xăm mình đầy, ổng nói trời giờ nghệ thuật rồi chị ơi. Đi chơi ba lỗ luôn đi thầy. Không, mấy bộ đội nó thích. Mấy bộ đội nó thích hơn xăm mình lắm. Giờ đua ra. Bún kẻ là đua, mỗi người chụp cái chai, chụp cái chèo mà đua. Quân đội là quả gì nữa tông đó mày. Quân đội ăn cũng có kẻn mà sao mẫu. Kẻn nhưng mà ăn cơm đâu có nổi. Ờ, kẻn em tới giờ cơm qua đó. Nhưng mà cũng đâu nổi mà dành ăn. Dành, dành ghê lắm á. Đua đua hơn tù. Trong tù là không có được dành, trong tù là không có dành. Nhưng mà đầu ở ngoài đó là trong tù dành là dành lúc chia chỉnh thôi. Còn tuổi nó là dành thiệt đó thầy. Bộ đội giành ghê lắm. Tại vì đâu. Cho bạn áo ba lỗ đi.